Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy tại các địa phương của tỉnh, vừa qua đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện Bảo Thắng. Trong năm qua, với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Hết năm 2017, toàn huyện có 5 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí đạt chuẩn trung bình 13,83 tiêu chí trên một xã, tăng 1,83 tiêu chí so với năm 2015. Việc thực hiện duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn được huyện quan tâm. Cơ bản các tiêu chí đã đạt chuẩn được duy trì và nâng cao. Về công tác quản lý quy hoạch đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản, hiện trên địa bàn huyện Bảo Thắng có 32 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, công tác quy hoạch đầu tư các dự án còn gặp nhiều khó khăn trong bố trí vốn, giải phóng mặt bằng. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ dẫn đến khó khăn trong quản lý, thực hiện. Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Lu đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhưng chưa có quy hoạch chi tiết nên gặp khó khăn trong công tác quản lý. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tính chủ động sáng tạo của Ban Thường vụ cũng như tập thể lãnh đạo huyện Bảo Thắng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Bảo Thắng cần đặc biệt quan tâm và kiểm soát chặt chẽ môi trường, bởi đây là vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến đời sống sản xuất của đại bộ phận nhân dân. Có kế hoạch chi tiết để triển khai nghị quyết 18-19 của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp nhập địa giới hành chính. Về quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, Bảo Thắng cũng còn nhiều tồn tại trên lĩnh vực này. Cần triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến trật tự xã hội tại cơ sở. Nội dung chi tiết cuộc làm việc sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Sáng ngày 7 tháng 3 tại xã Cam Đường, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thành phố Lào Cai đã tổ chức lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn năm 2018 và khởi công đường trục thôn Thác, xã Cam Đường. Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, 5 trên 5 xã của thành phố Lào Cai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 6 thôn đạt thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn, năm 2018, thành phố Lào Cai tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng 8 thôn kiểu mẫu tại 4 xã là Cam Đường, Đồng Tuyển, Tả Phời và Hợp Thành. Trong đó phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao về tiêu chí làm đường giao thông. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, giao lưu phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân xã Cam Đường đã thực hiện đổ bê tông tuyến đường trục thôn Thác. Tuyến đường có chiều dài 0,35 km, rộng 3 m. Sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần nâng cao đời sống thu nhập của người dân địa phương. Tại thôn Lích Mông, xã Thanh Kim, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Sapa cũng vừa tổ chức lễ ra quân làm đường giao thông nông thôn năm 2018. Trong những năm qua, bằng việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của nhà nước và sự góp công góp của người dân, chương trình làm đường giao thông nông thôn và triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện Sapa đã được thực hiện đồng bộ hiệu quả, mang đến một diện mạo mới thực sự tươi sáng cho các địa bàn nông thôn vùng cao của huyện. Đặc biệt, người dân đã tích cực hiến đất, tài sản và đóng góp tiền của vật liệu, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường liên thôn đã được đổ bê tông, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp, đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2018, huyện Sapa quyết tâm đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành tiêu chí này tại nhiều xã trong huyện, tạo tiền đề để thực hiện thành công các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và bà con nhân dân xã Thanh Kim đã tham gia đổ bê tông tuyến đường đi thôn Lách Mông với chiều dài 4,2 km. Đây là tuyến đường liên thôn thứ 3 và cũng là tuyến cuối cùng của xã Thanh Kim được đổ bê tông. Dự kiến tuyến đường sẽ được hoàn thành trong quý 2 năm nay, giúp xã Thanh Kim hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc khắc phục hậu quả sự cố vỡ cửa xả đáy hồ chứa của nhà máy tuyển quặng apatit Bắc Nhạc Sơn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa cử đoàn công tác tiến hành khảo sát, tổ chức lấy mẫu nước sinh hoạt và xử lý các khu vực bị ô nhiễm tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Đoàn đã khảo sát thực trạng nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân, kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nước và vệ sinh khu vực xử lý nước hiện có của các hộ gia đình như dàn mưa, bể lọc, dụng cụ chứa nước, đồng thời tiến hành lấy mẫu nước và kiểm nghiệm chất lượng nước theo quy chuẩn Việt Nam.
việc khảo sát, xét nghiệm nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm sau sự cố, mức độ ảnh hưởng đối với sức khỏe người dân, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời hiệu quả. Sự cố vỡ cửa xả hồ chứa của nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn hồi tháng 1 năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước tại các thôn Cùm Thượng 1, Cùm Thượng 2, Cùm Hạ 1, Cùm Hạ 2 và thôn Làng Đen của xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn vừa tổ chức hội thi tìm hiểu nghiệp vụ hội. Hội thi năm nay có chủ đề Cán bộ hội giỏi chuyên môn, tự tin khéo léo trong ứng xử, thu hút sự tham gia của 42 thí sinh đến từ các xã, thị trấn. Nội dung thi gồm 3 phần, thi hồ sơ nghiệp vụ hội, thi viết và thi xử lý tình huống. Nội dung tập trung làm nổi bật truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, điều lệ công tác phụ nữ, các phong trào thi đua của hội, luật hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới. Trong phần thi kiến thức và xử lý tình huống, các thí sinh đã tự tin đưa ra những kinh nghiệm thực tế và cách xử lý tinh tế khéo léo. Hội thi là một sân chơi bổ ích để cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, để từ đó nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác hội, nhằm vận dụng đổi mới nội dung hoạt động tại các hội phụ nữ ở cơ sở ngày càng hiệu quả hơn. Qua hội thi này giúp cho chúng tôi là những cán bộ cấp cơ sở tự tin học hỏi để giao lưu kinh nghiệm lẫn nhau, giúp cho chúng tôi nắm được các chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chị em hội viên ở cơ sở thực hiện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba, 6 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất. Thưa quý vị và các bạn, là xã biên giới còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhận thức của không ít người dân, nhất là về bình đẳng giới còn rất hạn chế. Vì vậy, trong những năm gần đây, huyện Bát Sát đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính từ sự quan tâm chăm lo này đã giúp người phụ nữ thực sự phát huy được vai trò của mình cả trong cuộc sống gia đình và công tác xã hội. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cốc San là một trong rất nhiều chị em phụ nữ tham gia công tác trong hệ thống chính trị huyện Bát Sát, trải qua các vị trí công tác khác nhau tại địa phương này. Chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của địa phương. Trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì người phụ nữ luôn luôn phải tìm tòi sáng tạo trong công việc, đồng thời cũng phải biết xây dựng những cái kế hoạch để làm nào đó tổ chức thực hiện tốt được cái chương trình kế hoạch mà mình đã tham mưu xây dựng thực hiện. Cô giáo Ly Thó Trụ ở trường trung học cơ sở xã Y Tý là người Hà Nhì, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào mình do ít được học hành. Chị đã nuôi dưỡng ước mơ và giờ đây trở thành cô giáo người Hà Nhì đầu tiên tham gia giảng dạy ở chính quê hương mình. Em cũng là một người phụ nữ Hà Nhì được sinh ra trong một cái gia đình rất là khó khăn ạ. Trước đây thì người phụ nữ Hà Nhì, các bà, các mẹ, các chị đều rất là khó khăn, không biết chữ ấy ạ. Thì em đã cố gắng, mặc dù là gia đình rất là khó khăn, nhưng mà em đã quyết tâm để em đi học, cố gắng học thật tốt để em ra trường, trở thành một cô giáo. Và bây giờ đã trở thành cô giáo và em về chính quê hương mình để đem cái kiến thức của em về là em truyền đạt cho các bà, các chị và những người khó khăn ở trên này để họ biết được cái chữ và thoát khỏi cái... Trong phát triển kinh tế, người phụ nữ cũng đang thực sự phát huy vai trò và khả năng sáng tạo của mình. Đây là mô hình kinh tế của gia đình chị Vương Thị Xeo ở thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, huyện Bát Sát. Phát huy thế mạnh có diện tích đất đồi rộng, gia đình chị đã quy hoạch trồng cây ăn quả với gần 2 hectare cây hồng, bưởi diễn và cây vải. Với sự cần cù, sáng tạo trong lao động, tới nay chị đã gây dựng được một cơ ngơi khang trang khá giả. Trong phát triển kinh tế gia đình thì gia đình phát triển cái thứ nhất là về cây lấy gỗ và cây ăn quả. Mỗi một năm là gia đình cho thu hoạch là từ cây ăn quả, từ cây chuối, cây bưởi, rồi cây vải. Và cây lấy gỗ mỗi năm thu hoạch được 70-80 triệu. Với cái vai trò chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thì là chị em cũng tuyên truyền cho chị em để cũng phát triển kinh tế. Và đã gây dựng được quỹ của chi hội là cho đến năm 2017 là được 28 triệu. Đã cho giúp được 7 chị em vay để phát triển kinh tế gia đình, rồi chị em ốm đau thì tổ chức đi thăm hỏi. Để tiếp tục phát huy vai trò của người phụ nữ trong mọi mặt đời sống của xã hội, huyện Bát Sát sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền công tác bình đẳng giới,
duy trì nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm quy hoạch, đào tạo nguồn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nữ. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được và đề ra nhiều các cái giải pháp. Thì trong đó thì chúng tôi cũng hết sức là quan tâm đến cái việc là Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ phối hợp với các ngành để tham mưu cho huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban huyện để đưa, lựa chọn và đưa các chỉ tiêu về tiến bộ của phụ nữ, về bình đẳng giới vào việc xây dựng các đề án, các chương trình, các kế hoạch về để đảm bảo được các cái mục tiêu đã đề ra. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, phụ nữ các dân tộc huyện Bát Sát sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của địa phương và xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Đội Quản lý Thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường Lào Cai vừa tiến hành tiêu hủy một số lượng lớn hàng hóa nhập lậu có giá trị lên tới gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, đây là lô hàng bánh kẹo Bim Bim, các loại có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, số lượng 712 thùng, bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại địa chỉ số nhà 094 đường Ngô Văn Sở, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. Đến 19 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng liên ngành tiếp tục kiểm tra và tạm giữ lô hàng bánh kẹo nhập lậu với số lượng 456 thùng tại địa chỉ đường Trần Kim Chiến, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Chủ của hai lô hàng nói trên là ông Bùi Ngọc Hải, sinh năm 1975, thường trú tại đội 9, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là gần 1 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ hai lô hàng này với tổng số tiền là 200 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng nhập lậu. Ngày 7 tháng 3, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.